Chào các em, chào mừng các em quay trở lại với môn học. Hôm nay chúng ta học gì? Chúng ta học về vùng biển của Việt Nam. Tiếp giáp với 8 quốc gia, diện tích khoảng 1 triệu km vuông. Vùng biển nước ta gồm có 5 bộ phận. Nội thủy là vùng nước tiếp giáp với đất liền phía trong đường cơ sở. Lãnh hải là vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biển. Rộng 12 hải lý. Tiếp giáp lãnh hải là vùng biển được quy định nhằm đảm bảo cho việc thực hiện chủ quyền của nước ven biển. Chiều rộng 12 hải lý. Đó. Đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở. Nhà nước có chủ quyền hoàn toàn về kinh tế, nhưng các nước khác được đặt ống dẫn dầu, dây cáp ngầm và tàu thuyền. Máy bay nước ngoài được tự do hoạt động về hàng hải và hàng không theo quy định của Công ước Quốc tế. Thềm lục địa là phần ngầm dưới biển và phần lòng đất dưới biển. Thuộc phần lục địa kéo dài, mở rộng ra ngoài lãnh thổ cho đến bờ ngoài của thềm lục địa. Độ sâu khoảng 200 mét hoặc hơn nữa. Đó, các em ghi vào. Về vùng trời thì là khoảng không gian bao trùm trên lãnh thổ nước ta. Trên đất liền được xác định bằng đường biên giới. Trên biển là ranh giới bên ngoài của lãnh hải và không gian của các đảo. Ý nghĩa của vị trí địa lý Việt Nam. Ý nghĩa tự nhiên. Quy định thiên nhiên mang tính chất nhiệt đới, ẩm, gió mùa. Đó. Cái sao nó đéo đéo đâu nhỉ? Một cái nhỉ? Vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đại dương. Ở trên vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương và Địa Trung Hải, nên tài nguyên khoáng sản và sinh vật phong phú. Có sự phân hóa đa dạng về tự nhiên, Bắc Nam, Đông Tây, miền núi đồng bằng, ven biển hải đảo. Đó. Đó. Làm trong vùng có nhiều thiên tai, bão, lũ lụt, hạn hán. Đó. Đó, thiên tai đấy. Ý nghĩa kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng. Một tay của anh chàng này nhỉ? Hãy
Về kinh tế thì nằm ở ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế, thuận lợi cho giao lưu với thế giới bằng đường bộ và đường biển. Đó. Đó. Là cửa ngõ ra biển cho Lào, Đông Bắc Thái Lan, Campuchia và Tây Nam Trung Quốc. Về văn hóa xã hội thì vị trí liền kề với nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa xã hội và có mối giao lưu lâu đời, có khả năng chung sống hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với các nước trong khu vực. Đó. Về chính trị quốc phòng, vị trí ý nghĩa chiến lược trong xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Chúng ta cùng củng cố bài tập bằng những câu hỏi như sau. Câu 1. Phần lớn đường biên giới trên đất liền của nước ta nằm ở khu vực nào? A. Đồng bằng, B. Trung du, C. Nhiều sông suối và D. Là miền núi. Câu 2. Vị trí địa lý đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta là gì? A. Nhiệt đới ẩm, B. Nhiệt đới khô, C. Nhiệt đới ẩm gió mùa và D. Nhiệt đới gió mùa. Các em cùng ghi vào và về nhà chúng ta cùng ôn luyện lại câu hỏi này nhé.